Xem nào. Rồi, đầu tiên chúng ta có gia đình Frankenstein. Tiếp theo. Xin chào tất cả các thành viên của Toy Station. Xin chào các bạn luôn nha. Các bạn ơi, tháng 7 đã tới và chúng ta lại có thêm một bộ sưu tập nữa của Happy Meal. Dành cho những bạn nào chưa biết thì Happy Meal chính là tên gọi của một combo đồ ăn của hãng McDonald's. Một cái combo đồ ăn được đựng ở trong một cái hộp Happy Meal dễ thương như thế này nè các bạn. Chúng ta sẽ có thức ăn, nước uống và đặc biệt hơn nữa là đi kèm với một món đồ chơi. Mỗi tháng thì McDonald's họ sẽ có một cái bộ sưu tập đồ chơi theo một cái chủ đề khác nhau nha các bạn. Đã vào trên Toy Station thì anh Khuê đã làm rất là nhiều những video về Happy Meal rồi. Các bạn có thể xem lại những bộ sưu tập của lần trước ở đây. Tháng 7 này mình có chủ đề gì anh? Chủ đề của Happy Meal tháng 7 lần này là khách sạn huyền bí Hotel Transylvania phần 3 nha các bạn. Một bộ phim hoạt hình 3D dành cho gia đình rất là vui nhộn đang được công chiếu ở ngoài rạp. Vậy thì mình hãy tiến hành hả anh ơi? Em tò mò quá chuyện lưu. Ok em cam. Những món đồ chơi Happy Meal của McDonald's thì đã có từ rất là lâu rồi các bạn. Và ban đầu thì chỉ với mục đích là dành tặng cho các bạn nhỏ mà thôi. Nhưng mà sau nhiều năm thì không những các bạn nhỏ mà những người lớn cũng rất là thích luôn. Cho nên là hiện nay trên khắp toàn thế giới có một cái trào lưu đó là sưu tập đồ chơi của Happy Meals. Và nhiều khi người lớn sưu tập còn nhiều hơn cả trẻ em nữa. Thì anh là một trong số đó chứ gì? À đúng rồi đó. Rồi lần này thì bộ sưu tập của chúng ta sẽ có tổng cộng là 8 món. Bây giờ thì anh sẽ mở cái món đầu tiên, cái bịch màu tím này ra trước. Cái món này nó có tên là Drag's Nesting Doll. Giống như là một cái loại búp bê Nga hồi xưa đó các bạn. Rất là nhiều lớp ở bên trong. Đây xem nào. Đó, các bạn hiểu chưa? Đây là một loại búp bê có xuất xứ từ nước Nga. Kích thước từ nhỏ tới lớn dần. Những bạn nhỏ sẽ bỏ vào hòa lọt vừa bên trong bạn lớn hơn. Ngoài ra thì chúng ta cũng có kèm theo một cái sticker. Đây là nhân vật Dracula hay gọi tắt là Drag. À, chúng ta có thể lột ra như vậy nè, rồi dán bất cứ đâu mà mình thích. Nhưng mà anh sẽ để dành sưu tầm. Bây giờ sẽ thu gọn những bạn này lại. Đó, bỏ bạn này vào đây. Ta-da. Ok, tạm để bạn này ngay vào vị trí này. Để sticker ở đây. Ok, bây giờ chúng ta sẽ xem tới cái món này. Có cái bịch màu nâu nha các bạn. Let's see. Ok, ở đây chúng ta có một cái mắt kính nha các bạn. Và cái món này nó có tên là Wayne Fashion Glasses. Một cái kính thời trang của Wayne. Đây, Wayne là cái bạn ma sói này nè. Một ông bố có rất là nhiều những em bé baby ma sói. Cái sticker này hình như là hình của một trong những baby của Wayne nè. À, rất là hay luôn. Nhìn kỹ vào thì cái kính này nó có cái thiết kế giống như là lông của chó sói. Và hai cái tai nữa nè các bạn ha. Khá là vui nhộn luôn nha. Để đeo được luôn á. Rất là thích luôn các bạn ơi. Ok, và chúng ta đã có món thứ hai. Tới món thứ ba đi. Bịch màu cam. Cái món này nó có tên là Vacation Memories Camera Viewer. Rồi, đầu tiên thì chúng ta có một cái sticker của Mavis. Bạn này chính là con gái của Dracula nha các bạn. Và đây là một cái camera. Wow, hai cái chi tiết mạng nhện ở hai bên này các bạn. Ở đây chúng ta có một cái nút có thể bấm được. À rồi, chúng ta sẽ nhìn vào đây để thấy những cái bức hình đặc biệt. Xem nào. Rồi, đầu tiên chúng ta có gia đình Frankenstein. Tiếp theo, những em bé werewolf của nhà Wayne. À, đây là vợ chồng của Mavis. Rất là dễ thương luôn. Bạn quái vật người cát nè, anh em của Drag luôn. Đây, vợ chồng người sói Wayne. Bạn này là Blob, chút nữa chúng ta cũng sẽ có một món của bạn này luôn. Đây là baby con của Mavis. Drag. Rồi, ok, hết rồi. À, một cái ý tưởng đồ chơi cũng không có gì là mới đâu. Ở bên trong này nó sẽ có một cái tấm phim hình tròn. Và khi bấm cái mập tấm phim nó sẽ quay nha các bạn. Và chúng ta nhìn qua cái lỗ ngắm này thì thấy từng cái tấm hình trên cái tấm phim đó. Một cái tip, nếu mà chúng ta không có thấy rõ cái hình ở trong đó thì các bạn hãy đưa sát vào mắt rồi hướng ra một nơi có cái ánh sáng. Ví dụ như là ánh sáng trời hoặc là một cái bóng đèn thì cái hình nó sẽ rõ hơn nha các bạn. Ok, rất là hay luôn. Tiếp đến món thứ tư. Cái món này có tên là Murray Fashion Glasses. Là một cái kính thời trang. Cũng giống như là cái kính của Wayne hồi nãy. Nhưng mà lần này là của Murray. Là cái bạn xác ướp người cát này nè. Đây cho các bạn xem kỹ chi tiết của cái kính này. Rất là hay. Nó giống như là những cái miếng băng vải quấn quanh cái kính vậy đó. Rồi, và ở đây chúng ta cũng có thêm một cái sticker của gia đình Frankenstein. Món thứ tư, chúng ta sẽ mở cái bịch này đi. À, cái món này thú vị nè các bạn ơi. Một cái đồ gãy lưng. À, để xem nào.
Ok, cái mẫu này có tên là Winnie Giggling Back Scratcher. Winnie chính là bạn baby ma sói này, là chị gái lớn nhất ở trong 300 anh em đứa con của nhà Wayne. So cute. Ở đây chúng ta có một cái thiết bị gãi lưng, hình cái bàn tay của bạn Winnie này. Oh my god, một cái ý tưởng rất là vui nhộn luôn. Cho các bạn nhìn kỹ cái bàn tay ma sói của bạn Winnie, đầy lông lá luôn các bạn ơi, nhưng mà vẫn được sơn móng tay đầy đủ. Khi mà chúng ta sử dụng cái cánh tay này thì nó còn có phát ra tiếng động nữa các bạn. Anh nghĩ là với cái ý tưởng là giả lập cái tiếng cười khúc khích của cái bạn Winnie này, nhưng mà cũng không giống lắm. Ok, kế bên luôn đi. Đây đây, hình như cũng là một cái bàn tay tương tự nhưng mà có thêm một số những chức năng mới nha các bạn. Cái món này có tên là Vacation Travel Tool, cũng là một cái hình của cái cánh tay, nhưng mà là cánh tay của Frankenstein. Ở đây còn có thêm một cái phụ kiện nhỏ nữa, xem nào. Rồi biết rồi, nó là một cái kính vui nhộn đó các bạn. Khi mà để gần vào mắt mà nhìn qua cái kính này, mọi thứ trở nên huyền ảo và lung linh. Ví dụ có thể xem cái sticker này nha các bạn. Chưa hết đâu, cái món chính của chúng ta nằm ở cái cánh tay này. Đây có thể gọi là một cái phiên bản cây gãy lưng được nâng cấp nha các bạn. Chức năng đầu tiên, đó là chúng ta có thể kéo cánh tay này nó dài ra. Oh yeah. Rồi, và khi các bạn bấm vào cái nút màu đỏ này. Hello. Xin chào tất cả các bạn nha. Hello. Chúng ta có thể lấy cái này để mà với khều đồ chẳng hạn. Rất là vui luôn các bạn ơi. Đập tay nào. Hey. Một cái chức năng đó nữa là chúng ta phải bật cái công tắc ở đây. Đó, và có một cái đèn pin nha các bạn. Và một cái chức năng cuối cùng đó là cái móc khóa này các bạn ơi. Chúng ta có thể đeo vào cặp hoặc là vali để đi du lịch, đúng như tên gọi của nó. Ok, và chúng ta có thể gắn cái kiến này lại ở bên hông. Sticker hình của bạn Dennis, cháu ngoại của Dracula nha các bạn, đang ở trong cái hình dạng biến hình dơi. Mẹ ơi, nhìn cái quả đầu mì tôm nè. So cute. Để cái tay này ở đây. Chúng ta đến với bịch thứ 7. Đây là món như hồi nãy anh nói của bạn nhân vật Flop. Món này nó có tên là Light Up Lobby Luggage Tag, có nghĩa là một cái bảng tên mà chúng ta đeo vào hành lý đó các bạn, và phát sáng được nha. Đây, nhưng mà trước tiên thì chúng ta hãy xem cái sticker của Dennis ở hình dạng người đó các bạn, biến thành dơi là như thế này. Rồi, ở trong phim thì Blobby là giống như là một cái đống slime màu xanh đó các bạn, trong suốt. Mà cũng có thể giống như là thạch jelly, nói chung là không có một cái hình dạng cố định. Và cái thiết kế của bạn này thì đầu tiên ở đây là chúng ta có thấy có một cái tag, chúng ta có thể điền tên rồi địa chỉ ở đây, một cái móc khóa tròn kèm theo, có thể móc vào vali hoặc là cặp. Tay phải của bạn này có thể quay được như thế này, còn cái tay trái thì giống như là cố định nhưng mà không phải đâu. Chúng ta sẽ bật cái công tắc ở bên dưới này trước nha các bạn. Đó, bật lên và gạt cái tay trái của bạn này xuống. Hello, ha. Sáng đèn liền. Quá đẹp luôn các bạn ơi. Nếu các bạn nhìn kỹ thì bên trong sẽ có hình trong suốt của bạn Dennis nữa nha, mà qua camera thì có lẽ là khó thấy. Ok, nếu như không thích đeo vali thì anh nghĩ là các bạn cũng có thể gỡ những cái móc này ra và lấy bàn này làm đồ chặn giấy để trưng trên bàn, cũng rất là dễ thương. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ đến với món cuối cùng của ngày hôm nay. Đựng trong một cái bịch to nhất nha các bạn. Xem nào. Đây là một cái ly các bạn ơi, có một cái topper ở trên này nữa. Yeah. Và món này có tên là Drag and Family Cruise, Drag và đại gia đình ở trên chuyến du thuyền. Blobby nè. Wow, một cái ly uống nước rất là đẹp nha các bạn. Ở trên cái nắp này các bạn có thấy hình của Drag nè, là một cái topper. Ở bên trong cái ly, bên trong là chúng ta có màu tím. Trên cái nắp này nó có một cái lỗ nha các bạn, để chúng ta cắm ống hút vào. Ok, cũng là một cái ly size vừa thôi, chứ không quá lớn lắm, nhưng mà siêu đẹp, anh rất là thích luôn. Và đi kèm với một cái sticker của bạn người cát xác ướp. Sở hữu món đồ chơi yêu thích của mình trong bộ sưu tập lần này nhé. Và nếu như thích món nào trong bộ sưu tập lần này của Happy Meal, các bạn hãy comment ở bên dưới cho anh Khoai Tây và Cam Cam được biết với nhé.
Ok, như vậy là một tập nữa trên Toy Station đến đây là hết rồi. Nếu như thích video nào thì các bạn hãy cho anh Khoai Tây một like, hãy chia sẻ với bạn bè và đừng quên bấm nút subscribe để đừng bỏ lỡ tập nào của Toy Station nhé. Anh Khoai Tây và Kem Kem sẽ trở lại trong những video thật thú vị kỳ sau về đồ chơi nữa. Còn bây giờ thì anh xin chào tạm biệt. Bye bye các bạn.